chào quý khán giả và bà con đang theo dõi bản tin làm nông thông minh. Những kỹ thuật bí quyết trong nuôi trồng của nông dân và cả hướng đi mới chưa từng thực hiện sẽ được chúng tôi tổng hợp trong chương trình. Xin mời bà con cùng điểm qua. Một nông dân ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang làm giàu thành công nhờ cách trồng tre lấy măng nghịch mùa với kỹ thuật đặc biệt. Thân cây chuối trước nay tưởng bỏ đi, nay thu triệu đô la Mỹ. Cách trồng nào để đưa dưa lưới đạt chuẩn Global Cup đến với người tiêu dùng? Thưa bà con, tre trúc nói chung là loại cây đa dụng. Ngoài để sản xuất tăm, đũa, bột giấy, thì đối với giống tre điện trúc này, nó còn chuyên dùng để trồng lấy măng. Giống ban đầu ở Quảng Tây, Trung Quốc, sau đó bà con nhân rộng thành công rồi phát triển rộng ở nhiều tỉnh thành. Nói là mô hình sản xuất mới thì cũng không phải, nhưng đây là loại nông sản cho thu nhập cao, chi phí đầu tư thấp nên được nhiều nhà vườn chọn. Tới mùa thu hoạch thì nói gì? Làm nông hơn nhau ở chỗ là trồng nghịch mùa, giá bán cao nhưng vẫn đảm bảo năng suất bất kể mưa nắng. Mời bà con ghé qua vườn tre của một nông dân ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Chỉ trồng thành công thiệt nhưng mà lại đòi hỏi nhiều kỹ thuật chăm sóc. Đây là vườn tre điện trúc rộng 5.000m2 của chị Nguyễn Thị Diễm Trang ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Lúc đầu chị Trang trồng chỉ 2 công đất trước nhà. Sau một thời gian thấy hiệu quả kinh tế nên chị quyết định chuyển đổi 5 công đất nếp lên liếp trồng tre lấy măng. Cũng theo chị Trang, tre điện trúc rất dễ săn sóc, không cắn đất, nhưng muốn cây phát triển tốt nên dăm tre ở khu vực đất thổ cao. Nếu đất trũng cần tạo mương rãnh thoát nước, vì nếu tre bị ẩm nhiều sẽ dễ bị nấm bệnh tấn công rễ. Một bụi tre nên nuôi chỉ từ 3 đến 4 cây mẹ là đủ. Khoảng cách mỗi cây nên cách xa tầm 4 đến 5 tấc. Mỗi bụi cách nhau khoảng 3,5 mét để tránh các nhánh tre khi phát triển không bị chổi nhau. Tre điền trúc thích hợp xuống giống nhất vào mùa mưa, tre bám rễ nhanh hơn. Cũng tương tự như các loại tre khác, mùa vụ chính của tre điền trúc nằm vào 6 tháng mùa mưa, nhưng để tre cho măng vào mùa khô thì không khó. Bí quyết của chị này nằm ở phương pháp ủ lá đắp gốc tạo độ ẩm thích hợp để tre ra măng, tưới nước nhiều vào mùa nắng. Trung bình tre trồng 6 tháng sẽ cho thu hoạch măng. Hiện tại với 500 bụi tre, mỗi ngày chị Trang có thể cắt từ 150 kg măng. Giá bán mỗi ký dao động từ 6.000 đến hơn 30.000 đồng tùy thời điểm. Thậm chí vào mùa nghịch, chị có thể cắt gần 200 kg măng mỗi ngày. Bình quân một năm, chị Trang có thể thu lời trên 100 triệu đồng. Không chỉ bán măng thương phẩm, nữ nông dân này còn tự chiết tre giống để cung cấp cho người dân trong và ngoài địa phương. Cho măng ra trái vụ cũng là một yếu tố mang đến thu nhập cao hơn cho nhà nông. Mô hình này đang là tín hiệu tích cực để bà con phát triển. Thưa bà con, thời điểm này nông dân trong tỉnh Đắk Nông đã bắt đầu xuống giống tái canh cà phê. Sau đợt hạn hán vừa qua, nhiều gia đình đã chuyển sang loại cây cà phê dây để mà trồng với hy vọng là sẽ chống chịu được chứ khô hạn trong những năm tới. Không chỉ chịu hạn tốt, đây là giống mới có ưu điểm kháng bệnh, năng suất khá cao, tán rũ nên là có thể canh tác với mật độ dày. Sau 10 năm thu hoạch, thấy rẫy cà phê bắt đầu giảm năng suất và hạn hán ngày càng gay gắt, anh Nguyễn Văn Dũng ở xã Thuận An đã phá bỏ 2.000 cây cà phê già cỗi để trồng cà phê dây. Trước đó, anh đã tìm hiểu nhiều về giống để tái canh. Loại giống này có nhiều ưu điểm như là trái to, giòn, dễ hái, tiết kiệm công khi thu hoạch, năng suất bình quân từ 5 tấn đến 7 tấn một hecta. Với tán nhỏ nên trồng được nhiều cây hơn so với cà phê địa phương với cùng diện tích. Đồng thời chống chịu được hạn tốt và đây là ưu điểm lớn nhất để lựa chọn trồng. Nếu trồng cà phê ghép hoặc là ghép tái canh bằng chồi giống cà phê dây, thì năm thứ hai cây cho bói và năm thứ ba bắt đầu thu chín. Với nhiều địa phương, ngoài câu chuyện tìm kiếm nguồn nước để chống hạn, quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vẫn đang diễn ra. Thế nhưng, để tìm được những cây trồng phù hợp với các vùng đất vốn chịu nhiều tác động bất lợi từ thời tiết thì quả là không hề dễ, nhất là đối với bà con nông dân. Thưa bà con, đa dạng quá các đối tượng thủy sản mua nước ngọt cho tiền lời nhiều, đáp ứng thị trường tiêu dùng. Mô hình nuôi ếch thương phẩm trong dèo kết hợp với cá rô phi đỏ phù hợp với trình độ chăn nuôi của các hộ dân ở địa phương của tỉnh Vĩnh Long. Mô hình khá mới nhưng mà bà con nào nuôi sẽ được hướng dẫn kỹ thuật. Thiết kế hai dèo bằng lưới ni lông với kích thước 30m2, cao khoảng 1m, phía trên có nắp đậy để tránh ếch nhảy ra ngoài và đề phòng dịch hại. Dèo treo trong ao đáy ngập nước khoảng 20 đến 30 cm,
Phía mặt dưới của đáy có đặt những tấm xốp để nổi lên làm nơi cho ếch nghỉ ngơi, tắm nắng và ăn mồi. Mô hình của anh Tuấn Anh thả nuôi 2.500 con ếch, 2.000 cá rô phi đỏ. Sau 2 tháng rưỡi nuôi, tỷ lệ sống của ếch là 80%, trọng lượng từ 3 đến 4 con một ký. Với giá bán 45.000 đồng một ký, anh thu được hơn 18 triệu đồng. Do cá còn nhỏ chưa đủ kích cỡ bán nên anh tiếp tục nuôi. Nhờ được tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi ếch an toàn sinh học và tuân thủ đúng kỹ thuật, cộng với sự chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, anh đã có nguồn thu nhập từ nuôi ếch. Theo anh, ếch dễ nuôi, ít bị bệnh nên không tốn chi phí thuốc trị bệnh. Ngoài thức ăn công nghiệp, anh còn tranh thủ đi bắt ốc, đặt giớn nhằm giảm chi phí mua thức ăn. Tận dụng thức ăn thừa từ nuôi ếch để nuôi cá nên hiệu quả càng cao. Nếu nuôi ếch bán vào thời điểm giá thấp chỉ cần quả vốn, còn lời ở tiền bán cá cũng khá. Ếch và cá rô phi cùng trong một dèo vậy mà làm nên chuyện. Đây không phải là cách nuôi thông thường mà cần phải có trình độ kỹ thuật được tập huấn kỹ càng. Từ đây làm tiền đề để xây dựng và phát triển vùng nuôi chuyên canh đối tượng thủy sản thế mạnh, nâng giá trị sản xuất cho bà con. Thưa bà con, đây là vườn dưa lưới Nhật Bản. Dưa lưới thì không chỉ nổi tiếng là loại trái giàu dinh dưỡng thơm ngon mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp vương quyền. Cấu trúc lưới trên dân vỏ là yếu tố quyết định đến giá trị thẩm mỹ và hương vị bên trong của trái. Không hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên mà được tạo ra một cách có chủ đích và có kiểm soát bằng việc điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Vì vậy, việc sản xuất ra trái dưa này đạt chuẩn, đòi hỏi đầu tư công nghệ cao tương xứng. Để đảm bảo yêu cầu về năng suất, chất lượng cũng như đặc điểm về thẩm mỹ các giống dưa lưới Nhật Bản, công ty Trường Thịnh, huyện Hà Đông, Hà Nội canh tác trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt về nước, dinh dưỡng, ánh sáng và nhiệt độ. Cây được gieo trồng 100% trong giá thể trong suốt vòng đời 65 ngày trong hệ thống nhà màng. Bên cạnh đó, nhà màng sản xuất dưa lưới được thiết kế đặc biệt đảm bảo các điều kiện tối ưu cho cây. Giai đoạn đầu, hạt giống được gieo trong nhà ươm chuyên dụng sử dụng công nghệ máy cắt nắng và tưới phun sương tự động. Giai đoạn tiếp theo, cây con được chuyển sang trồng trong nhà màng có khả năng ngăn côn trùng, sâu bệnh. Nhà màng có hệ thống quạt thông gió tùy chỉnh độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống đèn thích hợp điều chỉnh ánh sáng và hệ thống cung cấp dinh dưỡng được quản lý bằng công nghệ cao, kết nối với điện thoại smartphone, điều chỉnh được chuẩn xác chi tiết để tạo ra sản phẩm đồng nhất với tỷ lệ trái loại 1 trên 90%. Để thúc đẩy xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, cần phải kết nối giữa các nhà sản xuất, phân phối tiêu thụ sát sao hơn. Đây chính là cầu nối để thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao và chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm. Thưa bà con, cây chuối chủ yếu là trồng để lấy trái, một số ít thì tận dụng được lá khô, lá tươi, hoa tươi, còn thân cây chuối là gần như 100% là chặt bỏ, gây lãng phí và thậm chí là gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất trồng trọt. Đó là chưa kể các chủ trang trại lớn phải mất chi phí cho việc đốn hạ sau thu hoạch. Nhưng mà bây giờ thì cơ hội khai phá mới từ thân cây chuối cho thấy tiềm năng phát triển của loại phụ phẩm này. Cơ hội khai phá ngành sợi chuối đã đến. Mới đây, Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã đi vào hoạt động. Điều đặc biệt, đây là hợp tác xã đầu tiên ở Việt Nam chuyên sản xuất chế biến thân cây chuối, một thứ lâu nay vẫn bỏ đi hoặc làm thức ăn chăn nuôi. Điều đặc biệt, đây là hợp tác xã đầu tiên ở Việt Nam chuyên sản xuất chế biến thân cây chuối thành sợi để sản xuất ra nhiều loại sản phẩm như thủ công mỹ nghệ, các loại giấy như giấy in tiền, giấy gói hàng hay thậm chí là những vật liệu cao cấp dùng trong công nghiệp ô tô, du thuyền, tạo nên giá trị thương phẩm gấp bội. Mặc dù là hợp tác xã sản xuất sợi chuối đầu tiên của cả nước, nhưng sau 7 tháng đi vào hoạt động, hợp tác xã này đã và đang tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 30 lao động địa phương, với các công việc như chặt chuối, vận chuyển, tuốt sợi, ép bã, ngâm ủ nước thân chuối, trái chuối để làm chế phẩm sinh học hữu cơ, sản xuất một số đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng sợi chuối. Trên thế giới, thị trường sợi chuối đã hình thành và phát triển khoảng từ 15 đến 20 năm nay và giao dịch ngày càng sôi động. Trong đó, những quốc gia xuất khẩu sợi chuối thô lớn nhất thế giới gồm Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc, mỗi năm thu về hàng tỷ đô la Mỹ. Qua thống kê sơ bộ, hiện tại Việt Nam có khoảng 150.000 ha đất trồng chuối lấy trái với nhiều vùng chuyên canh chuối có diện tích lớn, quy mô trang trại, nông trại. Nếu tính cả diện tích trồng chuối nhỏ lẻ của các hộ gia đình thì diện tích này lên tới hơn 200.000 ha và nó tương đương với chừng ấy tấn sợi. Một thế mạnh tại địa phương không được tận dụng giờ đã được khai thác hết, sản phẩm vừa được giúp tạo thu nhập mà còn thân thiện với môi trường.
Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin Làm Nông Thông Minh ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con trong bản tin ngày mai.